Thời gian qua, riêng khu vực núi Lamian, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vài vụ đi lạc. Nạn nhân chủ yếu là các bạn trẻ tự đi vào rừng du lịch, muốn trải nghiệm nhưng thiếu kinh nghiệm rồi đã bị lạc. Năm sinh viên đi lạc mới được lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ kịp thời nên tránh được hậu quả đáng tiếc. Vào khoảng 18 giờ 30 phút tối 30 tháng 8, công an huyện Lạc Dương nhận được tin báo có 5 sinh viên đi lạc trên đỉnh núi Lan Biang, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau đó, Công an huyện Lạc Dương đã triển khai lực lượng phối hợp với đội cứu nạn cứu hộ tự quản thị trấn Lạc Dương. Nhân viên bảo vệ của khu du lịch Lan Biang chia ra thành nhiều mũi đi sâu vào rừng tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng công an huyện đã tìm thấy 5 sinh viên cách vị trí xuất phát khoảng 5 km theo hướng về xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương và đưa xuống núi an toàn. Các sinh viên cho biết khoảng 12 giờ trưa 30 tháng 8, cả nhóm di chuyển bằng xe máy từ Đà Lạt vào Lạc Dương khi đến chân núi Lan Bì An, thị trấn Lạc Dương thì bỏ xe lại ven đường rồi cùng nhau đi leo núi trải nghiệm theo hướng đỉnh Lan Biang và bị lạc trong rừng sâu. lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cung cấp nhiều yếu phẩm, động viên các bạn sinh viên để ổn định tinh thần, đồng thời hỗ trợ đưa xe máy và năm sinh viên về khách sạn tại thành phố Đà Lạt.